Cô chào các bạn, hôm nay cô và các bạn cùng tìm hiểu khoa học. Hôm nay chúng ta bắt đầu bước qua một chương mới, đó là chương thực vật và động vật. Bài đầu tiên cô muốn các bạn cùng tìm hiểu giúp cô, đó là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa. Bài học ngày hôm nay cô muốn các bạn nắm được điều gì? Các bạn nhìn lên màn hình. Đó là nhị và nhụy, cấu tạo của nhị và nhụy. Để các bạn hiểu rõ hơn, các bạn cùng vô nhìn vào màn hình. Các bạn có thể lấy sách khoa học của mình để chúng ta có thể xem sách cũng được, chỉ cần nghe cô nói cũng được các bạn. Bây giờ đầu tiên các bạn trong sách các bạn có cây dông riềng, thì hoa được gọi là cơ quan sinh sản của cây dông riềng. Còn hoa phượng thì sao? Cây phượng thì sao? Hoa phượng chính là cơ quan sinh sản của cây phượng. Vậy bây giờ các bạn rút ra được một kết luận gì đây? Hoa là cơ quan sinh sản của cây có hoa. Các bạn cứ nhớ cây có hoa, cây nào có hoa thì hoa đó được gọi là cơ quan sinh sản. Tại sao gọi là hoa là cơ quan sinh sản? Các bạn tiếp tục tìm hiểu tiếp. Bây giờ cô muốn các bạn hiểu được nhị và nhụy. Các bạn quan sát hoa râm bụt và hoa sen. Trên màn hình đây có hoa râm bụt, đây là hoa sen. Các bạn nhìn nhị ở đâu? Giờ nhìn đây. Đó, nhị. Rồi, còn nhụy là gì? Và các bạn nhớ giúp giùm cô, hoa mà có cả nhị và nhụy ta gọi là hoa lưỡng tính. Rồi, tại sao gọi là lưỡng? Vì nó có cả nhị và nhụy. Rồi bây giờ các bạn tìm hiểu tiếp hoa mướp đực và hoa mướp cái. Đây là hoa mướp đực, đây là hoa mướp cái đó các bạn. Tại sao gọi là đực và cái? Vì hoa này nó chỉ có một nhị. Xin lỗi, hoa này chỉ có nhụy không có nhụy. Còn hoa cái thì có nhụy không có nhị nên ta gọi là hoa mướp đực, hoa mướp cái. Thì các bạn thấy nếu cô trồng cây mà chỉ có ra được cây hoa mướp đực không thì có ra trái hay không? Xin thưa các bạn, không. Hoặc cây chỉ có hoa mướp cái có ra được không? Không. Chúng ta phải có cả hoa cây mướp đực và cây mướp cái thì chúng ta có thể nhờ gió thụ phấn, người ta gọi là thụ phấn tự nhiên. Đó là gì? Nhờ gió đưa cả nhị và nhụy kết hợp lại với nhau, nhờ côn trùng, nhờ bướm, nhờ ong, vân vân. Vậy các bạn lưu ý tại sao có một số như thành phố mình trồng có khi thì không ra trái là như thế đó các bạn. Chúng ta phải có cả cây hoa mướp đực và hoa mướp cái và có sự giao phối với nhau thì mới có ra hoa ra trái được. Rồi vậy ngày hôm nay cô cần các bạn hiểu được hoa có cả nhị và nhụy là hoa lưỡng tính, hoa chỉ có nhị hoặc nhụy là hoa đơn tính. Như hoa mướp đực, hoa mướp cái thì người ta gọi là hoa đơn tính, còn hoa râm bụt và hoa sen gọi là hoa lưỡng tính. Cô giới thiệu tiếp cho các bạn thêm một số loại nè, như hoa phượng nè, anh đào, sen, còn cây như cây bưởi, cây cam, cây quýt, cây mận, cây đào. Đây, hoa chỉ có nhị hoặc nhụy thì gọi là hoa đơn tính, như ngô, mướp, bầu, bí. Các bạn nhớ giúp nha. Tôi giới thiệu cho các bạn hoa mai. Tết vừa qua đúng không? Nhà nhà đều có hoa mai. Hoa mai là hoa lưỡng tính. Hoa hướng dương cũng như vậy. Hoa hồng là hoa lưỡng tính. Rồi, các bạn ơi, vậy các bạn đã cùng cô tìm hiểu được thế nào gọi là nhị và nhụy và tại sao gọi là hoa, gọi là cơ quan sinh sản. Vì nơi đây sẽ cho ra được, có một số loài cây ăn quả sẽ cho ra quả cho các bạn. Bây giờ cô cần các bạn nắm lại một lần nữa. Hoa là cơ quan sinh sản của những loài thực vật có hoa. Cơ quan sinh dục đực gọi là nhị. Các bạn nhớ ha, đọc bình thường nhị là cơ quan sinh dục đực, còn nhụy là cơ quan sinh dục cái. Và có một số loại cây có hoa đực riêng, hoa cái riêng. Đa số cây có hoa trên cùng một hoa có cả đực, có cả nhị và nhụy. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp
Sơ đồ của nhị và nhị ở hoa lưỡng tính. Bây giờ hoa lưỡng tính mình sẽ phân tích cái cấu trúc của hoa để chúng ta nắm được chỗ nào được gọi là nhị và nhụy, và trong nhị có những gì và nhụy có những gì. Các bạn nhìn thấy màu vàng đây được gọi là nhị, nhị thì phải có bà phấn và chỉ nhị, còn nhụy phải có đầu nhụy, vòi nhụy, bầu nhụy và quan trọng là cái noãn. Nên giữa nhị và nhụy này kết hợp với nhau mới có thể cho chúng ta ra được, như cây ăn trái sẽ ra được quả cho chúng ta. Cô đã trình bày cho các bạn được nhị và nhụy, cơ quan sinh sản của cây có hoa. Vậy bây giờ chúng ta một lần nữa chơi một trò chơi nho nhỏ để kết thúc bài học của ngày hôm nay. Bây giờ các bạn chọn đáp án nào? Chúng ta vừa tìm hiểu được chúng ta quá dễ đúng không các bạn? Đó là tiếp theo cô mời các bạn đọc câu số 2. Các bạn đọc đi và các bạn chọn đáp án xem đáp án như cô và các bạn như thế nào. Cơ quan sinh dục đực của thực vật có hoa được gọi là gì? Nhớ nha các bạn nhị. Rồi vậy cơ quan sinh dục cái được gọi là nhụy. Bây giờ các bạn đánh dấu chéo vào ô trống trước câu trả lời đúng. Bây giờ các bạn chọn đáp án nha. Hoa chỉ có nhị mà không có nhụy gọi là hoa gì các bạn? Hồi nãy cô mới nói rồi, hoa chỉ có nhị là hoa đơn đúng không? Vậy thì hoa đơn mà có nhị thôi thì gọi là hoa gì? Hoa chỉ có nhụy gọi là hoa quả. Hoa có cả nhị và nhị được gọi là hoa đơn tính hay hoa lưỡng tính các bạn? Quá đơn giản, đó chính là hoa lưỡng tính. Cô cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài của chúng ta đến đây là hết. Cô mong rằng các bạn chỉ cần nắm lại được kiến thức của ngày hôm nay, chúng ta nắm được cơ quan sinh sản của cây đó chính là hoa. Tại sao gọi là hoa? Vì trong hoa nó có chứa cơ nhị và nhụy, mà nhờ có nhụy và nhụy thì một số loại cây ăn quả sẽ cho ra quả. Rồi, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Tôi cảm ơn các bạn đã lắng nghe.